Dạ rồi. Nhưng mà cái xe nào mà nó đã được đi vào đây là coi như nó vào 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 nơi cuối cùng của nó Cùng nói nhé. sao? Em đang bảo là không biết là ở trên này thì mọi người chắc là có thể là mọi người cũng ai đều biết đi xe máy nhỉ, Người vẫn biết đi đi hết. à, biết đi hết nhỉ, chỉ là xe không vào tới nơi được thôi Vào cái này à. thì đoạn hai bên cũng cần đá làm Nào. nhiều hơn Ờ, mời nước anh uống nước nhé. nước Bà ăn đi, ăn đi. bà ăn được Dạ vâng, ăn đi con, cho con ăn với. Hả? Cho con ăn với. con ăn ăn không à? Có, bà đi vào ăn đi, bà vào ăn đi. bà có ăn à? À không ăn được à? À có Không, thế ăn thì con đây đây làm là làm gián đoạn bữa ăn của bà rồi. Hả? Con đây đây là làm gián đoạn bữa ăn của bà rồi. Ôi dù măng ngon thế, măng này măng bà mới măng vâu à? à, cái này Mải pau. này to quá Phải không? phải À bà thấy mình vào cái bà thấy thấy mình vào cái bà không ăn luôn. bà không ăn đâu. À. Thế ông biết nói tiếng Tày không? Chắc chắc phối Tày mình. Tè. Ông cần đeo táng thường à? Ừ. À. Ngày đây thế này chưa? Bên kia bên ngoài à? Hả? Ở bên bên ngoài à? Chú tế uống mày. Và nhà cái ông góc cửa, ông có được nhiều bí thế nhỉ? Quý vị thân mến, hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại xóm Lũng Đẩy, xã Lương Can của Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Hiện tại thì tôi đang có mặt ở tại trong cái bản này, một cái bản gọi là bản biệt lập. Ở tôi tít trên này, bà con đi lại rất là khó khăn. Khi mà tôi leo lên trên này được thì là cả một vấn đề rồi. Coi trong bản này có những cái điều gì nó hay, hay không, thì ở trong bản nó còn có một cái điểm trường bị bỏ hoang ở phía đằng kia nữa, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi là khám phá một chút nhé. Gọi là xóm Lũng Đẩy ở thuộc về, không biết là về Thanh Long hay là về Lương Can nữa, của Hà Quảng Cao Bằng các bạn nhá. Thì bây giờ xin mời mọi người hãy cùng tôi đi vào khám phá cái ngôi làng, tìm hiểu đôi nét cái cuộc sống của họ như thế nào nhỉ. Đây thì mình đã bắt đầu tiếp cận đến ngôi nhà đầu tiên. Không biết là có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Ai ở nhà không? Ôi, thấy còn có mở cửa mà. À, em chào anh. Ôi. Vâng. Em vào nhà chơi được không? Ê, chào. Ê, chào hỏi nhau như thế nha. Ấy chào. Em mà lặn lội từ bên kia sang, em không biết là cái làng mình đây là, anh cho em hỏi là về cái làng mình đây là gọi là làng gì? Lũng Đẩy. Lũng Đẩy. À. Ô thế cái Lũng Đẩy em thấy có một cái điểm trường ở đây, thì cái điểm trường này con học không? Không, bỏ năm ngoái rồi. Ở năm ngoái rồi. Thế bây giờ học sinh học ở đâu? Ở dưới Lương Can, Bắc Thế Kinh. thế mà đi bằng đường nào? Đường này. À, tức là có cái đường ở bên này đấy gì? Đường bên này xuống. Cũng đi bộ thôi. Đi bộ. Đi toàn À. bộ bên dưới thì không có đèn cái. À. Thế thảo nào em thấy cái đường bên này đi qua bên cái chảo này là không ít dùng rồi đúng không? Đi rồi đi đường lại cũng vẫn vẫn đi đấy. Vẫn đi. Vẫn đi, nhưng mà mình đi chợ Tắp Ná rồi này kia là mới đi đường bên này. Mình đi chợ tầm nào là đi đường. À. Thế là đa số là đi đường bên này rồi đúng không? Hết số đi bên này đi trên. À, thảo nào. Bà đang ăn cơm à? Nhìn háng Nhà đấy, nhà thì à?
cho em nhằn với. Cho nhằn với. Nhằn quá. Tức là gọi là cái gì nhỉ? Pun pun nhằn cáp à? Pun nhằn cáp phải. À. Ôi ngon thế, lòng xào đây ngon này. À thế ở mình đây là lũng đẩy. Thế cái nước này này em thấy tò mò một tí, cái nước này là nước mưa à? Nước bố nhớ. À nước có nước mỏ à? À. Có nước mỏ. Đây. Anh cái làng mình đây là có được bao nhiêu hộ? 6, 7 hộ. 7 hộ. À thế hồi trước nếu mà mình không đi đường bên Lương Ca này thì là đa số là toàn đi đường bên này à? Đường này nó đi bộ gần hơn. Đi bộ qua bên Kỳ Trả này gần hơn. Ừ. Thế qua bên Lương Ca này là xa hơn. Xa hơn đi lại tận dưới mới có được cái. Thế là bây giờ nếu mà mình đi bộ từ bên này đi xuống Lương Ca là đi khoảng bao nhiêu, đi một tiếng không? Không đến, đi xuống là tầm 4 phút. À, 40 phút là tới đường cái. Đường cái dưới này. Đường cái chỗ trường học ấy. Ừ, trường học trên này. À, thế là em tò mò, em bảo là ở bên Ký Chảo đấy thì mấy anh ở bên đấy bảo là ở bên xóm mình đây là còn đi đường bên này. Thế này nó đi bộ nó gần hơn. À, có cái ghế này rất là hay. Cái ghế này anh tự làm hay là mua? Tự làm. Anh tự làm được luôn. Ừ. À, hay này. Cái này hay đấy. Cái này làm bằng cây cây trúc. À, nhà mình được nhiều bí thế nhỉ? Có bán không? Bí này có bán không? Không bán à? Thế sao lại không bán? Bí này ngon lắm này. Cái quả này có phải là bí nếp không? Bí. Nó có hai loại bí, em được biết là ở đây mình là một loại nó dẻo dẻo. Đúng không? Ngon mà, hai loại mà. Đấy. Một loại dẻo, một loại không dẻo. Vâng, anh. Em xem qua tí. Đây, ngôi nhà đầu tiên. Ôi, anh cũng nuôi được bò ấy nhỉ. Cái bò. Thế nếu như mà bò này em bảo em đang có một cái suy nghĩ là giả sử nếu như cái đường mà lúc nãy em đi qua này mà không ấy thì làm sao bò đi lên được nhỉ? Vẫn được chứ, trên lên được. À, cái đường nãy mà bò lên được hả? Thế bây giờ mình đấy là mình lại đi đường này rồi nhỉ? Ừ, đường này. À. Ở trên này mà nuôi được con bò hay là con lợn thì cũng khổ nhỉ, phải à. Ủa, cái này nếu có bán thì cũng yeah. Xa đấy. Bán thì cũng xa. Ừ. Cái búa bổ củi. Thế ở mình đây là thuộc về bên Lương Can hay là bên Lương Can. À, bên Lương Can. Ừ. Xã Lương Can. Chứ không phải là của xã bên Thanh Long đâu nhỉ? Không phải, bên này thuộc về bên Kỳ Chảo này. Thuộc về xã Thanh Long. À, Kỳ Chảo là Thanh Long nhỉ? Bây giờ là nếu như mà cái xe máy mà đem vào trên này thì không có cách nào mà đem lên đây được nhỉ? Vẫn đem vào chứ. Đến nhà ấy? Đến nhà khiêng vào. Có người khiêng vào chưa? Có rồi. Tức hai ba cái vào đây rồi. Khi vào đây thì để ở đây thôi. Để đây vấn đề là đi thò phân. Thò mấy cái phân hoặc là ngô rồi này kia về nhà chứ. Ừ. Nhưng mà đã đem lên đây là coi như nó ở đây luôn đấy. Không mang hàng ra cũng được. Phải khiêng ra thôi. Nhưng mà cái xe nào mà nó đã được đi vào đây là coi như nó vào nơi cuối cùng của nó. Nơi cuối cùng nói. Nhé. Em đang bảo là không biết là ở trên này thì mọi người chắc là có thể là mọi người cũng để ai đều biết đi xe máy nhỉ? Mọi người vẫn biết đi hết. À, biết đi hết nhỉ? Ừ. Chỉ là xe không vào tới nơi được thôi. Không vào tới nơi. À.
thì đoạn hai bên cũng cần đá làm. Ờ, mời anh uống nước nhé. Không có chè. Chè gì, nước sôi này là rồi. Ở đây anh lấy lá ổi ấy, lá ổi với đun cũng ngon mà. Lá ổi. Lá ổi nó thơm. Ừ. Mà nó lại có chất thanh nhiệt. Nhiệt nó. Con đi rồi. Em đi sang bên nhà bên cạnh một tí. Ừ. Không biết là nhà đi nhà nào trước. Nhà bé này cũng có người ở đâu. À, giờ này buổi trưa mà nhỉ? Buổi trưa. Đi đường nào được nhỉ? Đi giờ này lên trên. À à. Đi sang bên này một tí. À, ô, nhiều nhà mà nhỉ. Nhà. Nhiều nhà cô này có nhà này người đi đâu rồi? Nhà này chuyển xuống dưới rồi, có nhà đây. À. Tức là bây giờ còn cái nhà thôi, họ chuyển xuống kia hết rồi. Lâu lâu nó về vẫn nằm dưới đây. À. Thế là bây giờ chỉ ở trên này là dãy với lại cái nhà đây thôi. Đi đi họ họ có cái ý định là gọi xuống kia là đi lại cho nó dễ đấy nhỉ. Đi lại dễ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừ, thế là nhà này là họ đây. À đây, nói xe máy thì là đây xe của anh đây. Xe anh đây. À. Xe này còn dùng được không? Giờ... À, nó hỏng rồi. Một cái bản gọi là bản không có đường xe nhưng mà có xe ở trên này thì là nghe đâu. Trên kia còn 2 xe. À. 3 xe. Thế thì này. À, nhà này không ai ở rồi. Đi xuống dưới đây. Ôi ôi, nhìn là xung quanh. Sang bên này à, xem coi à. Ôi nhà bác này à. Đến nhà nào cũng có những cún con này chào hỏi. Ôi nhà này hai cái xe máy luôn. Nhà này chắc là đi đâu hết. À, ở nhà không? Con chào bà. Em chào chị. À. Ba nhận háng à? Nhận háng à? Bà ăn đi, bà ăn đi, Bà ăn được. Dạ vâng, ăn đi, con cho con ăn với. Cho con ăn với. Con ăn. Ăn không à? Có, bà đi vào ăn đi, bà vào ăn đi. Bà không ăn à? À không ăn được à? À không, thế rồi. Thì con đây đây làm là gián đoạn bữa ăn của bà rồi. Hả? À, con lên đây là gián đoạn bữa ăn của bà rồi. Ôi giời, măng ngon thế, măng này măng... Bà mới... Măng vầu à? À, cái này... Mải bầu. Mải bầu bà. Phải không? Phải. À, bà... Bà thấy mình vào cái bà thấy mình vào cái bà không ăn luôn. Bà không ăn đâu. À, đây con xem qua cái chặn bát mình một tí. Cái này hay thế nhỉ. Hả? Đấy. Nếu mà nhìn qua thì không biết là cứ tưởng là cái như thế này, cứ tưởng là cái bức tường thôi. À. Nhưng mà kéo ra. Kéo ở đâu? Kéo ra thế này cái là thế. Hả? Dạ. Cháu ở đâu? Cháu ở xa lắm. Ở xa lắm. Ở dưới xuôi à? Ở xuôi à? Vâng. Cháu ở xa lắm. Bà không biết đâu. Bà không biết đâu. Vâng. Thầy nhà nào cũng có cái bể nước. Bố cháu đâu có to nên như ta sống ảnh nhân như là liều. Hai muốn. Hả? Mà hai muốn đấy. Mày hai con nhỉ? Hai con à? Hai con là mày có cái cây bà mà mày như nè. Ôi chị. Bà tớ béo lùng đấy mày đặt tớ bớ. Nè, bà tớ béo lùng mày đặt tớ bớ. À, con không biết lắm đâu con. Không biết nữa. À. Ô, chị đi đâu rồi? Hả? Con vừa thấy chị đi đâu rồi? Ở đây nè. À, đây có em nhỏ ngủ. Rồi có em nhỏ ngủ thì mình không nói chuyện nhiều. À. Ô, đây này. Ở đây có cả xe ở trên này luôn. Cái xe máy. Xe máy á. À, ở đây mà đem cả xe máy lên trên này đấy. Bản mà không có đường xe là có xe ở trên này. Không có đường. Thế cái này hồi lấy lên là chỉ có khiêng lên thôi nhỉ?
Bà nhỉ? Bà không biết. Đây, đây là bản ở một tập trung vào một cái chòm có 6-7 nhà tập trung cái chòm, mà cái nhà này thì đi rồi không ở. Bà thế nhà này có người ở không hả? À đường này hả? À thôi vậy con đi sang đây nhá bà nhá. Bà ôi đây có cái bể nước, mình tò mò một tí xem có cái bể nước ở đây. Ôi trời, có khi nào mà u à này không nhỉ? Đi nhà nào cũng có cái con cún nó chào hỏi. Ôi ôi, với lại nhà này cũng có một cái chuồng bò ở trước nhà luôn. Nhà này không ai ở đâu ơi. Đi hết rồi. Có ai ở nhà không? Không ai ở. Nhà nào cũng có một cái chuồng bò ở đằng trước nhà như thế này. Ồ nhà này nhiều bò này. Nhưng mà thấy như kiểu có vẻ như là toàn nuôi nhốt. Bò nuôi nhốt. Bà không, không ai ở nhà bà. Không có ai ở nhà rồi. Đi làm hết rồi nhỉ? Sao giờ này buổi trưa rồi còn đi làm bà nhỉ? Hả? Gặp được bà. Thế thì đi về thôi bà. Ừ, nhà này đi không ai ở nhà thôi thì mình đi về đi. Bà con đi sang đấy đi. Hả? Cháu đi sang bên kia. Thế là nhà này hai nhà là. À thế nhà bà với nhà này là ở đằng sau cuối cùng nhất rồi nhỉ? Ở đây là hết rồi, trên này không còn nhà nữa nhỉ? À bà không biết nói. Bà không biết nói. Ở bản trên này có cái chị mình vừa thấy mà chị cũng chạy đi đâu rồi. Như kiểu là chị xấu hổ. Thế là chị xấu hổ vậy. À, cái nhà này thì không ai ở đâu bà nhỉ? À, để dọn đi hết rồi nhỉ? Nhà này con mới vào rồi dưới này. Nhà này à, con vừa vào rồi. Trốn à? À, sao chị phải trốn em à? À, thằng nào mà mấy chị chạy xuống đây rồi. À, thôi mình không trêu mấy chị. Mình không trêu mấy chị nữa, mình xuống đây. Mấy chị cảm thấy nó cũng cảm thấy là ngại khi mà mình nói chuyện. Không biết nhà này có ai ở không. Nhà này nhìn cũng không có ai ở nữa, hoang vu rồi. Vì nhìn qua bể nước biết là cái nhà này là cũng không có người ở, và cái cửa cũng vậy, nó bị khóa ở bên trong rồi. Thế là có vẻ như là 6-7 nhà ở trên này thì chỉ có ở mấy nhà thôi, bởi vì đây quá khó khăn với con đường đi lại, quá khó khăn so với cái việc mà để đi lại. Mình thấy có anh ở bên kia thì mình đi xem coi. Con chào ông nhá. Đi nhà nào cũng có cún nhá. Đi một tí là cún nó sủa cho. Em chào anh. À chắc chú rồi nhỉ. Chú đi đâu đấy?
Đi chơi à? Chơi thế cháu lên nhà chơi được không? Cháu lên nhà chú chơi được không? Cháu lên nhà chơi được không? Ông định đi đâu ạ? Đi sang bên kia chơi hả? À. Đây, mình sang bên ngôi nhà này là ngôi nhà ở bên này là này. Hả? Ông ở một mình à? Ông ở một mình à? Một mình á? Ở nhà ông một mình người à? Nhà tao. Ở nhà ông một mình ở thôi à? Ừ. À. Ông khác một mình. Mới hiu này. Mới hiu à? Thế ông biết nói tiếng Tày không? Ừ. Chắc phối Tày mi. Phối Tày. Ông cần đeo táng thường à? Ừ. À. Hả? Và nhà cái ông đóng cửa, ông có được nhiều bí thế nhỉ? Bí nhiều quá. À, mình đến nhà cái là ông đóng cửa lại, tức là để cho chó nó không vào. Ông à, ông cần đeo táng yếu thường à? Cần tập với dân gì? À, cần tỏ táng rú. Thế sơn nắm thì cần tỏ hay là bảy bảy đếch pê hay công lẻo à? Cần tỏ này bông pê pê bỏ với yêu à? À, bông pê 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 đai pê thì đai chứ à? Pê na à? Vậy mẹ lục pê pê na à? À, ờ nàng nàng à, ông không biết nói tiếng phổ thông. Thế bên này là ông pi này cái đai pi à? Tại hốc lai à? Ừ. À, thế bên này bạn đếch này, bạn đếch bên đây à? Hả? Bạn lục cái bên đây à? Bên lùng gà à? Lùng gà. Ừ. À, bằng bường mình đấy. Lai này. Khám bướng gà khi chào với đấy. À. Ông chắc ông thấy mình đến không thấy lại là. Nhà ông có nhiều ngô quá nhỉ. Xếp này. Nhiều bắp ngô đấy. Với lại cái này là hôm qua mình cũng thấy mà hôm nay này. Cái này à. Sim tải là mệt hả? Ừ. Sim tải là đửa lai à? Đửa lai à? Ông bệnh lắm món? Bệnh yếu. À. Bệnh yếu à? Là ông bật, điện của Thái Lan chiếu rồi. Hả? Ông bật điện của Thái Lan chiếu rồi. Ừ. Ô, bệnh cái lắm món lai bệnh này. Hay. Hay là bên sự bên khít mẹ. Hay là bên đắn mẹ. Bên khít bên đắn chắc. À. Thế bên này ông thường bay bướng bay liều à? Ừ. Khám bằng bướng bay liều à? Ừ. À bên này. Bên bay ông ạ. Lan cũng bay đấy. Ừ. À, Lan cũng bay nữa. Ừ. Thôi mình à. Khi nào đấy đâu. Bước vào thì ông đóng cửa. Đấy đó. Ừ. Thôi cháu đi ra đây. Ồ, nhà ông ở thế mà ông ở một mình nhỉ? Hả? Ông ở thế mà cần đeo tang rú nè. Cần tỏ tang rú nè. Ừ. Này ông. À, người ông bị cái này. À, không biết cái này. Khăn ấy cả bài thoa đi sự chót bớt mày. Ừ. Chót bớt à? Chép. Chép là chót bức à? Ừ. Biết. À, cái này là ông đốt. Chết biết. Thôi giúp bạn này nè. Chết. Ừ. Chết biết liều. Chót bức. Chúng dài. Ừ.
Mình không tò mò về cái này nhiều nữa. Mình xem qua tí xong rồi đi. Ôi, nhà ông ở một mình nữa, ông nuôi cả mấy con bò đấy. Thôi phải đi. Cháu đi về nhá, cháu đi qua bên kia thì nhá. Dạ. Ông thấy mình lạ lạ thế, ông thấy ngại ngại. Rồi chắc là về. Mình đi vào nó bất ngờ quá nên làm cho ông có một cái gì đấy ông rất là khó. Khi mà mình đến thì kiểu như là thấy người lạ. Với lại ông cũng không nói được tiếng phổ thông. Mình thì nói được tiếng Tày, một vài câu tiếng Dao nữa nên một bản làng biệt lập nằm ở trên thung lũng gọi là Lũng Đẩy. Bản này cũng rất là xa so với trung tâm của xã, và đi cả tiếng đồng hồ đi bộ mà leo cả vách đá thì mới lên đến đây. Không phải đơn giản một chút nào hết, mà trẻ con nó đi học thường ngày là cứ phải sáng đi tối về. Những đứa trẻ ở đây mình nãy giờ mình chưa thấy đứa nào cả. Có thể là sáng nay nó đi học. Mình đi vào trong cái điểm trường này tò mò một tí. Cái điểm trường này thì theo như lời kể thì nghe bảo là đã bị bỏ hoang rồi, bỏ không rồi. Khởi công 2008-2009. Ngày hoàn thành, ngày khởi công. Mình không hiểu là sao lại cái bảng này nó có vẻ như viết nó sai sai. Khởi công ngày 30 tháng 9, ngày hoàn thành thì lại là ngày 20 tháng 9 của 2008 là sao? Một cái người làm cái bảng này cũng làm sai đấy. Một cái điểm trường có 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng học. 3 phòng học đã bị bỏ không rồi. Bây giờ như kiểu là để trâu bò rồi. Bây giờ để nhốt trâu nhốt bò rồi. Bây giờ nó ăn tách nát tả tơi như thế này rồi. Ngày thứ hai ngày 12 tháng 5 2014. Ôi dồi, thế thì từ cái ngày hôm đấy đã là đến giờ đã không còn ai học rồi. Xem lại bên này xem. Bên này thì vẽ lung tung hết. Phòng học bên này. Ôi dồi, toàn là cứt trâu, cứt bò, gà không. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Cái này à, học sinh nó vẽ bậy vào trong này rồi. Điểm trường bị bỏ không, bỏ hoang ở tại cái xóm Lũng Đẩy của xã Lương Can, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những cái điểm trường rất là nhiều những cái điểm trường bị bỏ không. Như mình đi mấy bản ở xung quanh khu vực mấy xã của Hà Quảng này, hình như là bây giờ đã bỏ đi rất là nhiều. Thì do vì thứ nhất là thiếu giáo viên, thứ hai nữa là nó quá địa hình quá khó khăn so với cái việc mà đi lại. Thì mọi người cũng biết đấy, khi mà chỉ có mình gặp một vài những giáo viên á, chỉ có những người mà thật sự yêu nghề và tâm huyết với nghề thì mới chịu khó để lặn lội lên trên những cái điểm trường cao mà xa và biệt lập như thế này để mà dạy cho các em nó có cái chữ. Còn không thì bây giờ là
như cái bản Lũng Đẩy này thì hiện tại đây đã bị bỏ hoang đi một ngôi trường, và cái ngôi trường thì lại ngày khởi công với lại ngày hoàn thành thì nó khác nhau hoàn toàn. Còn cái việc của mình bây giờ là thôi mình sẽ đi lên trên cái qua cái đỉnh núi trên kia để được đi sang bên cái bản Ký Chảo đấy. Thế để mình xem coi đây, mình đi về thôi. Và cái việc khám phá của mình hôm nay là có lẽ mình sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người trong những chuyến hành trình và khám phá tiếp theo nhé. Những chuyến khám phá những cái bản làng đặc biệt khó khăn và biệt lập ở tại tỉnh Cao Bằng này. Còn rất là nhiều điều mà mình còn chưa thể khám phá được hết. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.